Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Biểu cảm dễ thương từ con lai ấn của Võ Hạ Trâm lần đầu ăn dặm. Từ khi hạ sinh con gái đầu lòng, Võ Hạ Trâm nhanh chóng biến các tài khoản mạng xã hội thành diễn đàn mẹ và bé. Cô liên tục đăng tải những khoảnh khắc ngộ nghĩnh dễ thương của ái nữ, cập nhật chỉ số phát triển của con, cũng như chia sẻ những bí kíp giúp con mau lớn khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả khi có kiến thức vững chắc, khéo léo việc chăm con dù lần đầu làm mẹ. Tiếp nối nhật ký lớn khôn của con gái, Võ Hạ Trâm đã đăng tải đoạn clip Em Muôn Ăn Dặm lên kênh YouTube cá nhân. Khán giả không ngừng bày tỏ sự thích thú khi nhóc tì phấn khích đòi ăn liên tục khiến nữ ca sĩ đúc không kịp. Bé Muôn húp rụp một cái là xong bữa. Bé Muôn ngoan ngoãn chăm chú trong bữa ăn, biểu cảm dễ thương của nhóc tì khiến ai nấy đều tan chảy. Giai đoạn ăn dặm rất quan trọng đối với trẻ. Từ khi con gái lai ấn bước sang tháng thứ 6, nữ ca sĩ đã thêm vào thực đơn những bữa ăn dặm kết hợp cùng sữa mẹ. Cô bé đã nghiên cứu nhiều thực đơn, thức ăn dặm giúp cô yêu thích việc ăn uống, không bị ngán nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng. Từ đó nữ ca sĩ cũng giảm áp lực trên hành trình chăm sóc con gái, tập trung cho con ăn gì, ăn như thế nào. Sau khi ăn no, bé Muôn được nghỉ ngơi và chơi đùa cùng gia đình. Nhóc tì trộm vía rất tinh nghịch, thích hóng chuyện. Trong đoạn clip, Võ Hạ Trâm chia sẻ thêm kinh nghiệm giúp con ăn dặm được hiệu quả. Cô nói, ngày hôm qua, Trâm cho Muôn ăn cháo rây tỷ lệ 1:10 nhưng có vẻ hơi đặc. Hôm nay, đổi khẩu vị cho Muôn, Trâm cho Muôn ăn bột. Theo bác sĩ khuyến cáo, chúng ta sẽ không ép con ăn, có nghĩa là con ăn bao nhiêu tùy nó muốn, tùy nó thích nó sẽ ăn nhiều, không thích nó sẽ không ăn nữa, và món ăn nào nó thích nó sẽ ăn nhiều hơn. Mình đừng ép con, hãy để con ăn theo nhu cầu nha mọi người. Khi ăn đừng cho xem điện thoại, đừng cho con xem tivi, tại vì khi ăn vô thức như vậy, trẻ rất dễ bị biếng ăn. Giai đoạn 6 tháng bắt đầu ăn dặm, giai đoạn tốt nhất là 5 tháng rưỡi đến 6 tháng. Bác sĩ khuyên nếu ăn sớm dạ dày của bé chưa phát triển toàn diện, cho nên cho ăn sớm quá sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé. Không nêm bất cứ một gia vị nào cho đến 1 tuổi, hoàn toàn vị trong thức ăn, bởi vì trong thức ăn đó đã đủ lượng natri muốn tự nhiên rồi, và thận của em bé còn rất nhỏ, rất yếu, cho nên mình đừng nghĩ quan điểm nêm đồ ăn cho con sẽ ăn ngon hơn. Mới 6 tháng, Trâm chưa cho con ăn nhiều, chỉ mới cho ăn cháo từ gạo, gạo lứt, gạo đậu lăng, gạo đậu gà, rất tốt cho sức khỏe, các loại bột, các loại bánh ăn dặm. Lớn lên một chút, mẹ sẽ cho ăn thêm những loại rau xay. Ông xã luôn đồng hành cùng nữ ca sĩ trong việc chăm sóc con gái. Nữ ca sĩ rất hạnh phúc khi con khôn lớn mọi ngày. Có con gái đầu lòng, Võ Hạ Trâm dành mọi thời gian bên con. Cô nghiên cứu, đọc sách và hỏi ý kiến từ bác sĩ để mong con luôn khỏe mạnh, phát triển toàn diện. Nữ ca sĩ được khen ngợi mát tay khi bé Muôn trộm vía dễ thương, bụ bẫm và là một ngôi sao mạng xã hội có lượng người hâm mộ đông đảo. Bạn có ấn tượng với cách chăm con của Võ Hạ Trâm và sự yêu thương của bé Muôn? Cùng chia sẻ cảm nghĩ phía dưới phần bình luận nhé. Và cập nhật những tin tức mới về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.